dầu sủy hoa sen nữa. Thank you.
I'm going to go to the hospital.
vì là tăng thì là bé là không gian được rất là lớn, nhưng mà mọi người cần phải đứng gần hơn cái loa để chúng ta có thể theo dõi hơn, giúp cho mọi người trẻ mình để người diễn xuất hơn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào đêm nhạc ngày hôm nay. Chúc cho mọi người chúng ta có một ngày Giáng sinh và đầy niềm vui tại phố đi bộ cùng với gia đình của mình nhá. Mọi người và các con ơi, bước thơ, bước thơ của chúng ta, tôi đi học thơ và
đây là